thêm. À, giờ mình sẽ rửa bóng mùng này nhá. Và sau đó sau đó thì mình sẽ cắt nó ra để cắt nó thành từng lát như thế này đó. Cái mùng này thì cắt càng mỏng thì sau nó càng nhanh chín. Mình cắt như thế này đây. Cho nó rất chi là nhanh thấm nước nhé. Mình đang khi sau không cần phải bỏ nước cùng được, mình chỉ cần bỏ một xíu nước mắm, một xíu muối là mình ăn ngon rồi, cũng cần bỏ nhiều nước đâu, tại vì nhiều nước thì mình thành nấu canh rồi, nhưng mà cái này chỉ cần xào là được, không cần phải nấu canh, nó cũng đủ rồi. Rất ngon đúng không? Đây, xào cái này thì chỉ cần mất 3 đến 5 phút thôi. Và ở đây thì có cà chua rồi này, mình sẽ xào nó cùng với cà chua cùng đấy. Khi xào thì mình cắt hành, xào nó chung với hành nữa. Rồi nhìn nó thì rất nhiều nên là cần phải nhanh tay hơn. Đó. Chỉ cần cắt nó như thế này thôi, xào nhanh nhất.